Dạ, em xin gửi lời chào đến quý khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại giờ này em đang có mặt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Anh em vừa nhận được một cuộc gọi của từ một anh trai để là anh tìm một người vợ tương lai của mình. Cái vị trí em đang đứng đây là mặt tiền ở trung tâm thành phố. Gia đình của anh là anh bán về phụ kiện, linh kiện, điện thoại nha cô chú anh chị. Đây em sẽ nhích cái máy vào phía bên trong, đây là cái mặt bằng của nhà anh đây ạ. Đây cả nhà, đây là cái mặt bằng ở nhà anh, nằm ở trên cái tuyến đường trung tâm của thành phố luôn. Thì gia đình anh là bán về linh kiện điện thoại. Em mời cả nhà cùng theo chân em để vào anh đăng tuyển một bà xã tương lai của anh như thế nào đó cả nhà. Em mời cả nhà cùng theo chân để lắng nghe những cái nguyện vọng của tâm tư của anh. Dạ em chào anh. Anh xin chào em. Dạ. Anh em mình ngồi thì để em xin phép anh trò chuyện cái câu chuyện ngày hôm nay để anh tìm bà xã tương lai như thế nào đó, anh tính tình như thế nào đó. Em mời anh chia sẻ đoạn video gửi đến cô chú anh chị trên cộng đồng anh ha. Dạ. Rồi anh em mình ngồi đi anh. Dạ thì cách đây khoảng mấy tiếng anh em của em mới vừa nhận được cuộc gọi của anh. Thì giờ là em đến, em đã đến cái mặt bằng kinh doanh của nhà mình rồi. Ở đây là nhà của mình luôn hay là mình thuê anh? Nhà này là nhà của anh. Dạ em cảm ơn anh. Chú bán thêm cái đồ phụ kiện xe Honda nữa. Anh mình gia đình mình là có cái mặt bằng ở đây kinh doanh, rồi thêm sửa xe rồi bán phụ kiện sửa xe nữa ha anh. Đúng rồi. Dạ anh có thể giới thiệu giùm em tên của mình ạ. Giúp em để gửi đến cô chú anh chị ạ. Trước hết anh xin chào chú bác anh chị em trên cộng đồng mạng. Dạ. Và các anh chị trong nước và ngoài nước đang xem chương trình cũng như là kết nối giúp những người cũng như là khốn khổ tìm đến với nhau, tìm nửa mảnh ghép để đi hết cuộc đời, được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Anh tên là Trần Đức Mạnh, sinh năm 1962, năm nay anh 62 tuổi. Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 74 thì anh mới 12 tuổi thì cha mẹ anh đã mất. Vài năm sau mẹ anh cũng mất luôn. Thì anh cũng mồ côi cha mẹ từ thở nhỏ, sống với bà nội với ông nội. Thì sáng 5 giờ là phụ bà nội bán cơm, phụ bà nội xong 12 giờ trưa về để sửa xe. Thì anh sửa xe tới đời anh là đời thứ 3 rồi. Thành ra anh không có biết uống rượu. Rồi anh chỉ có biết là ăn cơm thôi. Quanh năm suốt tháng anh không có bạn bè giao du chơi với ai. Bởi vì ở Sài Gòn mà gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng, mà mình quen nhiều người không tốt thì cũng không được. Mà mình đã khổ rồi, mà mình đi chơi nữa thì tiền đâu mà mình lo cho cũng như là ông bà. Thành ra ông bà nội anh mất, anh mới sửa xe với chú bác. Thì chú bác thấy anh sống cũng đàng hoàng, cho nên mới hủy việc căn nhà này cho anh. Thì anh cũng có gửi như là hộ khẩu và giấy ly hôn rõ ràng cho Nghĩa và em coi rõ ràng. Anh sống là không có gia trưởng. Rồi sau khi là năm 30 tuổi lập gia đình thì anh cũng tưởng rằng anh sẽ được một cái hạnh phúc. Thì cũng có anh được hạnh phúc, cưới vợ đàng hoàng, sống được 24 năm. Thì vợ anh thì cũng như là hết duyên hết nợ rồi. Anh cũng cho cổ rất là nhiều cơ hội để cổ sửa đổi nhưng mà cổ không có sửa. Thành ra anh làm với là coi như là ly thân. Rồi vài năm sau anh thấy không sửa đổi thôi anh ly hôn luôn. Thì hôm nay thì anh lên cái chương trình này để nhờ hai em cố gắng tìm giúp cho anh một người. Thì cái điều kiện của anh cần tìm người thì rất là dễ. Cái thứ nhất là sống có đạo đức. Thứ hai đừng cờ bạc là được rồi. Tuổi từ đó là 40 tới 60. Miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Miễn là có một cái tình thương chân thật thì về đây cưới hỏi rõ ràng và nhập hộ khẩu vào đây. Con anh cũng đồng ý. Anh thì ba cháu nhưng mà cháu lớn đang sống với anh và hiện đang làm ở công ty ở Vũng Tàu. Thì một tháng cháu có về một lần. Cháu cũng có nói cái lỗi này của mẹ, thành ra cháu cho anh lên chương trình để tìm một người. Chứ con đi làm công ty thì con về tới nhà là cha cũng mất rồi. Thì thôi cha tìm một người đi, để giờ cha vui là con vui rồi. Thì vấn đề cuộc sống và kinh tế thì anh cũng không có lệ thuộc vào con cũng không lệ thuộc vào anh. Thì anh chỉ cho mướn ở đây là anh là đưa tiền cho vợ giữ, anh không có giữ. Sửa xe thì ngày làm trăm mấy hạng giao thông. Cháu cũng đã mất rồi, còn đứa út thì đang ở nước ngoài.
thì cháu đang ở Singapore cũng 24 tuổi, nghe vậy thì cháu cũng nói thôi cha cứ tìm. Cái chuyện đó thì hết duyên hết đạo thì thôi. Thì hôm nay lên chương trình thì anh nhà nữ có cái đạo đức và được cờ bạc về đây đủ duyên đạo anh cưới và nhờ hai em ghi hình rõ ràng, làm giấy kết hôn, nhập hộ khẩu vào nhà âm. Đó, thì cái đơn giản của anh tìm là không tài sản, đến với anh bằng hai bàn tay trắng và bộ đồ được rồi. Về đây anh bỏ vốn ra cho buôn bán, thì cái lời đó đó thì cứ lấy lo cho cha mẹ đi. Hồi ngày xưa đổ vỡ thì lời hàng tháng hàng ngày cứ giữ đó anh không cần, và mỗi tháng anh chỉ có 7 triệu thôi, anh đưa về phòng, con anh cho phòng, anh cho phòng. Đó, hiện hộ khẩu là có hai cha con thôi. Đó, anh chỉ tìm một người như vậy thôi, ở miền nào cũng được hết, miễn là có một cái tình thương chân thật vậy thôi. Anh chỉ cần là cuối cuộc đời anh như vậy là anh mãn nguyện rồi. Dạ em cảm ơn anh. Thì lúc nãy anh cũng có gỡ cái giấy là ly hôn của anh chị cho anh em và Nghĩa xem rồi, nhưng mà anh có thể nhắc rõ lại cho em được biết và quý cô chú anh chị xem video để khi mà tìm hiểu câu chuyện của anh để tiến đến cái lễ hôn nhân đó anh, để mình tìm hiểu ví dụ là có anh chị, có chị nào hợp tình hợp tính để đến với mình, thì anh có thể là nhắc rõ lại giùm em là anh và bà xã anh là chính thức mà ly dị là năm bao nhiêu anh? Anh thì ly thân 2014. Dạ. Đến 2017 là đã có quyết định của tòa án quận 11 rõ ràng. Dạ. Giấy ly hôn anh đang còn giữ. Dạ. Dạ. Khu vực giữ một tờ nữa và ủy ban nhân dân giữ một tờ. Dạ. Vợ anh giữ một tờ. Dạ. Anh là đầy đủ hết. Dạ em cảm ơn anh. Anh sao là anh lại có một cái ý nghĩ là anh chọn một người vợ không tài sản, không nhà cửa. Và anh có chia sẻ là khi mà anh chọn được người vợ đó thì về nhà nhập vô hộ khẩu, nhà của anh hiện tại là ở trung tâm thành phố, thì nhập vô hộ khẩu nhà anh và tất cả tiền của anh làm thì anh sẽ giao cho bà xã tương lai của anh sắp tới đây giữ. Sao là anh có cái ý nghĩ nào giống như là ví dụ có 1 triệu đó, có nhà, có tài sản thì anh có chọn không ạ? Không, người nào mà có nhà, có tài sản là anh không chọn. Là vì cái lý do như thế này, cuộc đời anh sống anh đã khổ nhiều lắm rồi. Người ta thường nói một gói khi no không bằng một miếng khi đói. Mình tìm cái người khổ như vậy á, mình là đủ duyên nợ, mình rước người ta về, thì cái đó nó rất là quý. Anh sống là cuộc đời anh sinh ra anh không có mang theo cái gì đâu, thì anh chết anh cũng chả mang theo cái gì hết. Dạ. Thì bây giờ á, anh sống nó thẳng là xin lỗi cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng, có quăng đá thì tôi cũng phải chịu thôi. Bởi vì cuộc đời của anh nó đã mồ côi rồi, mà mình đã thiếu cái tình thương rồi, mình không có ăn nhậu, không có bạn bè gì cả, anh chỉ có vợ và con thôi. Anh nói thật, bởi vì ở Sài Gòn này nó là rất là nhiều cái chuyện cám dỗ, cái gì thử cũng chết á, thành ra anh không dám thử cái gì hết trơn á. Anh có hút thuốc nha, ngày hút 10 điếu, buồn hút thôi, rồi buồn là mình cũng tra nhạc rồi nghe rồi cũng thuộc mấy bài có ý nghĩa. Thì hôm nay anh lên cái chương trình này, nếu các anh các chị nào sống thật mà mình lên đây mình tìm thật lòng thì mình cứ nhờ Nghĩa giúp đỡ. Còn mà mình lên đây mà mình kiếm cái này cái nọ, kiếm kinh tế thì không có kiếm được đâu. Mình kiếm kinh tế là mình phải đi ra ngoài kiếm, đừng bao giờ kiếm ở trên này. Tại vì trên này chỉ giúp những cái mảnh rệt ghép cô đơn tìm đến với nhau để đi hết cuộc đời. Nếu anh chị nào thật lòng thì hãy đăng ký, hãy mạnh dạn lên. Bởi vì mình đi tìm cái hạnh phúc cũng không ai cho mình đâu. Con cái á, nó cũng không có chăm mình bằng vợ chăm ông, bà chăm ông thì thôi. Thì đó, như là anh chỉ rút gọn là như thế thôi. Mong anh chị nào sống thật lòng thì cứ lên đăng ký. Không có nhà nước nào mà cấm mình nữa, là coi như là đăng ký là như thế này, đúng giấy tờ ly hôn là mình được quyền lên thôi. Đó, còn ly thân là không được, đúng không? Không đủ pháp lý. Anh là ly hôn rõ ràng, anh cũng có gửi cho em coi rồi đó. Đó, anh chỉ mong là nếu cô nào coi được cái clip này, cảm thấy anh mạnh, sống không gia trưởng, hòa đồng, thì hãy kết nối với lại anh và xin số của Nghĩa, hiểu đủ duyên đủ nợ, anh sẽ là cưới hỏi rõ ràng. Cái chuyện đổ vỡ vợ chồng của mấy cô tôi không biết, nhưng mà anh Mạnh sẽ làm bao nhiêu vàng, em cần nhiêu vàng anh vẫn sẵn sàng
À vậy là anh nói là sau khi mà tìm hiểu là cưới luôn ha anh? Đúng rồi. Dạ. Cưới thì bây giờ cũng như là hồi còn con gái thôi. Chập bông, sợ chuyện, chập dẫn, nắm mười bàn thì cái chuyện nó bình thường. Dạ. Bởi vì anh thì sống là sống thiệt chứ không có sống thử. Dạ. Và làm giấy kết hôn rõ ràng. Và dạ, nhập hộ khẩu vào nhà này đàng hoàng, con anh đồng ý nha. Dạ. À vậy là cái việc ngày hôm nay mà để là anh chia sẻ thông tin để tìm một người về cùng chung sống một mái nhà với mình là cũng như bà xã tương lai của anh đó, là cái việc này là anh có thống nhất qua với con của anh chưa? Có, tại vì con anh nó cũng rất là đồng ý. Dạ. Là vì con anh nó cũng lớn rồi, nó cũng hiểu được cái hoàn cảnh của anh đó. Anh là một đời anh khổ lắm rồi. Dạ. Thành ra bây giờ con anh nó đi theo anh. Dạ. Nó biết cái lỗi này của mẹ thì con anh nó cũng nói chuyện với mẹ đó, tối nào cũng nói nhưng mà anh không có nói. Dạ. Anh là vợ anh không còn cái gì để nói nữa hết trơn á. Giờ là bà xã anh là hiện tại giờ là ở thành phố luôn hay là ở đâu anh? Ở quận 9. À bà xã anh ở quận 9 thì cách đây cũng mấy chục cây thôi. Đúng rồi. Dạ, cách chỗ đây có liên hệ với con mỗi đêm nhưng mà anh không có thích nói chuyện nữa. Dạ. Bởi vì hết duyên hết nợ rồi nói gì nữa vợ. Dạ. Thì sau khi mà anh lập gia đình với vợ anh thì nhà này đã có sẵn rồi. Dạ. Năm anh 30 tuổi là chú bác ông bà ủy quyền cho cái nhà này rồi. À, thì cổ về đây thì cũng không có làm dâu làm gì hết đó. Bị anh mồ côi cha mẹ. Anh em thì cũng ở gần gần ở đây thôi nhưng mà anh em thì nó có cái gia đình của nó đâu có lo cho mình được. Còn anh thì sống tự lập mà. Nhưng mà anh không có nói chứ với các cô là cũng có đi được. Nha. Nếu mà thương anh là phải thương anh cho chót. Chứ đừng có kiểu mà bỏ anh giữa chừng giống bà xã anh à. À, em hiểu ý của anh rồi, có nghĩa là anh nói anh đi không được, có nghĩa là anh chỉ ở tại cái ngôi nhà của anh hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, là cưới chị nào về đó là về đây cùng chung sống với anh, chứ anh không có đi theo mà về bên vợ và sống bên vợ được. Có nghĩa là về bên vợ thì những ngày tiệc tùng về chơi thôi anh ha. Đúng rồi. Còn sống mà chính thức là sống bên nhà anh. Đúng. Về đây nhập khẩu cưới hỏi luôn. Dạ. Thì nhờ hai em ghi hình nha. Dạ em đang quay đây, em đang quay nè anh. Dạ. Một lần nữa thì em và Nghĩa cũng là xin gửi lời chúc đến anh, một hy vọng là sau khi anh em chia sẻ video một cái ngày sớm nhất để anh tìm được một bà xã tương lai hợp tình hợp tính với anh để về cùng chung một mái nhà. Đó là những gì em chia sẻ. Còn anh có những gì chia sẻ thêm để cô chú anh chị hiểu tâm tư nguyện vọng của anh nha. Anh cứ chia sẻ giùm em. Anh thì nói thật cho Nghĩa và hai em hiểu như thế này. Anh thì giống cái gen của ông già, cao là 1m8, giờ lớn tuổi là còn có 1m68 thôi, nhưng mà nặng là 75kg, là không có biết uống rượu. Nó thật, một năm 365 ngày không có biết uống rượu đâu, chỉ ăn cơm thôi. Thì là con anh thì đứa nào cũng 1m8 hết á. Thì cũng như là bây giờ cuối chương trình á, thì anh cũng là những cô nào ở đâu cũng được, miền Bắc, miền Nam, miền Trung, ở trong đồng, trong bưng gì cũng được, miễn có cái tình thương, có cái đạo đức sống, đừng có cái đạo đức được rồi. Thứ hai là cái thứ nhất là đừng cờ bạc là được rồi. Anh sợ nhất là cờ bạc đó, bởi vì anh không có giữ tiền cho vợ giữ hết á. Giờ anh hỏi các em chứ mình sanh ra có mang theo cái gì, mình chết mình cũng đâu có mang theo cái gì. Rồi giờ anh làm xe đi, cha mẹ không còn nữa, anh em ở riêng hết rồi, mình giữ tiền để mình đi, mình ra đường rủi có chuyện gì đi, tai nạn giao thông rồi bây giờ mình có mất rồi, vô nhà xác thì cũng hết à, người ta cũng lấy hết à. Rồi tiền vợ con mình lấy gì lo cho mình. Thì anh thì nói chung ra sống là như vậy thôi. Còn vợ anh thì muốn ăn gì ăn, bà có tiền bà giữ anh bà ăn gì ăn, còn anh ăn gì ăn. Chứ anh đâu có bắt bà phải ăn chung với anh đâu. Ăn chung với mình ta ăn không được, rồi vợ mình nó ăn không được, làm sao có sức khỏe mà sống với mình đó. Thì anh lên đây anh nhờ là Nghĩa hai em tìm giúp cho anh một người thu nhập anh thì ổn định mà không có nhiều, còn là nấu ăn ngon vậy thôi. Nhà anh thì ở phóng đường rồi, chỉ còn hai cái phòng thôi, nhưng mà anh chọn cái cô cũng như là không có vướng bận, là không vướng bận về con cái đó à, hiểu không? Bởi vì nhà anh phóng đường là bây giờ hai cái phòng, thương mẹ là phải bế con vậy thôi. Anh phóng đường ở đó, cái cua này giờ còn có 2m47 là không có nhiều, nhưng mà giấy tờ là hợp lệ à. Dạ. Lúc nãy anh thấy anh gửi kết hôn rồi gì giấy tờ nhà, đó là tên của anh luôn à? Đúng rồi. Dạ. Anh là chủ căn nhà này nói mà. Chung là thường thường mà về mấy cái gia sản đó là không phải gửi cho tụi em đâu, mà tụi em thấy anh kỹ tính anh gửi qua không thì... Bởi vì anh nói em như thế này nè hai em. Dạ. Bởi vì anh là cái người đó là coi như mình không muốn người ta để duy trì về vấn đề mình gian dối. Dạ. Anh muốn cho chủ kênh biết rằng là mình sống thật, mình sống thật thì mình sẽ được cái tình thương chân thật.
mà mình sống giả dối thì trước sau gì người ta cũng biết hết trơn à. Dạ. Thì anh á là thật thì nói thật, anh không anh chia sẻ thật lắm. Nếu cô nào cảm thấy anh á là sống như vậy thì cứ về tủ duyên nợ anh cưới hỏi đàng hoàng. À, cuối chương trình là anh cũng chúc hai em cũng như làm những cái công việc này để mà giúp cho những anh chị cũng như là cô đơn tìm đến với nhau cuối cuộc đời để được xung vầy. Còn những anh chị nào đã kết nối được thành công thì hãy báo cho hai em biết để cho hai em có một cái động lực vui vẻ để mà làm tiếp những cái chương trình này để giúp đỡ cho những anh chị cô đơn. Thì các anh chị cứ mạnh dạn lên, thì cuối chương trình thì anh cũng không có gì, anh sẽ gửi cho cái món quà lì xì này trong cái cô á là năm đứa con, thì cũ ít lòng nhiều. Dạ, thì dạ. Anh Mạnh cũng gửi cho cái cô mà năm đứa con đó các bạn. Mai anh. Dạ. Thì gửi cho hai em đem về cũ ít lòng nhiều. Dạ không anh, được rồi, em sẽ mang thì em giao cho Mai lại ạ. Dạ. Anh là Trần Đức Mạnh. Dạ cảm ơn anh Mạnh. Dạ anh Mạnh ơi, trước khi em kết thúc video, anh Mạnh cho em hỏi thêm là mình chọn một bà xã tương lai của mình, thì lúc nãy anh cũng chia sẻ là anh cưới hỏi đàng hoàng, nhập hộ khẩu về nhà anh ở thành phố luôn. Đúng. Đó là việc thứ nhất. Cái việc tiếp theo á là bà xã anh chọn á là anh không cần gia sản. Đúng. Đó. Không tài sản. Dạ. Thì anh chọn bà xã là anh có chọn là bà xã sắp tới đây của mình là làm cái công việc gì không anh, hay là như thế nào không anh? Cái công việc gì anh cũng không cần thiết. Dạ. Là vì anh về anh sẽ bỏ vốn ra cho là coi như là tổ buôn bán. Thì cái lời hàng ngày và hàng tháng anh không cần. Cứ giữ đó, anh nói là một là một, hai là hai. Giữ đó lo cho cha, cho mẹ. Nếu còn cha, còn mẹ, còn anh em cổ, cứ lấy cái tiền để giúp đỡ. Còn anh thì mỗi tháng chỉ có 7 triệu bạc thôi, là tiền cho thuê mặt bằng này thôi, hay vậy thôi. Dạ anh cho em hỏi là sau khi mà anh với một người bạn mà sắp tới đây anh tìm hiểu mà ví dụ mà hợp tình hợp tính cưới nhau, thì về là ở đâu anh? Về thì ở trên Giác còn hai cái phòng. À ở đây nhà này luôn. Đúng rồi. Nhà này luôn còn hai cái phòng. Ở dưới này là cho mướn. À dạ, vậy là nhà gắn máy lạnh rồi đầy đủ rồi anh ha. Có. Vì là nghĩa là sao, có nghĩa là về là ở ngay chân cái vị trí này luôn, mặt tiền đường luôn. Là ở đây là em nghĩ là nếu mà chị nào mà biết kinh doanh mua bán là về đây sáng là kinh doanh mua bán là ngon à. Đúng rồi, bán đồ ăn hay kiếm ngày trăm trăm mấy được. Cái đường rồi. Này là ngay góc ngã tư luôn mà đường lớn mà nằm trung tâm thành phố nữa. Đúng rồi. Dạ. Đây là cả nhà, giờ em quay một vòng phía ngoài cả nhà xem nè. Đó. Đây. Đó là cả nhà, đây là mặt tiền luôn. Ở đây là buổi sáng chỉ cần mình bán đồ lặt vặt thôi là đủ có sống rồi. Mặt bằng ở đây là giá thành rất cao nha cô chú anh chị. Dạ anh Mạnh ơi, anh Mạnh có chia sẻ thêm cái gì hơn là nếu không thì em ra video đến đây em xin tạm dừng. Anh thì anh cũng xin chúc chú bác anh chị trong nước ngoài nước và các chị em trên cộng đồng mạng và các anh em trên cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe. Còn riêng anh thì anh cũng xin gửi lời cho các cô, các anh, các chị mình cô đơn thì mình hãy là cố gắng sống thật, thì mình hãy lên chương trình của hai em để là có cái số điện thoại trên màn hình cũng như anh đã thấy cái số màn hình đã liên lạc và tới nhà quay thì không có phải tốn 1.000 nào cả đó. Thành ra cái chương trình này là thiện nguyện, đúng là cái tâm của hai em, thì mong các anh chị cứ mạnh dạn đi, mình sẽ tìm là người đi hết cuối cuộc đời, không sớm thì muộn. Dạ. Xin cảm ơn là hai em. Chúc dạ. Gia đình nhiều sức khỏe. Dạ một lần nữa là em cảm ơn anh Mạnh và em cũng là đại diện anh em trong nhóm. Xin cầu chúc cho anh một ngày sớm nhất để tìm được một bà xã tương lai của mình để về cùng nhau một mái nhà. Dạ video đến đây em xin tạm dừng và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video clip tiếp theo. Dạ cô chú anh chị xem video cảm thấy video có ý nghĩa, bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Trong quá trình mà chia sẻ video, anh em tuổi trẻ có những gì sơ sức, mong quý cô chú anh chị để là phần comment, góp ý để anh em cố gắng xây dựng và ra những cái video chất lượng hơn để gửi đến cô chú anh chị. Dạ xin chào. Anh nói với Mai gì ha? Thì hôm nay khi mà anh với Nghĩa chia sẻ câu chuyện của anh Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh là anh đăng cái thông tin tuyển vợ. Rồi khi mà anh xuống sau khi chia sẻ video thì anh Mạnh có gửi cho anh với Nghĩa là cái bao thư. Là cái bao thư này trong này là có tiền nhưng mà anh chưa có xem là bao nhiêu. Anh Mạnh có nói là để là cho anh với Nghĩa đổ xăng. Nhưng mà trên cái chương trình của anh chia sẻ kết nối
Kết nối yêu thương á, là từ trước đến giờ anh không nhận một khoản nào về tiền hay là quà cáp, anh chỉ là chia sẻ làm nhịp cầu nối với cô chú anh chị thôi. Thì sau đó ảnh mới nói là thôi vậy thì sẵn về, ảnh có gửi cái bao thư này, anh nói là gửi cho mẹ con em để mua cho bé thùng sữa. Đây, đó anh cũng không biết bao nhiêu, em mở em xem thử đây. Cái này của anh Mạnh đó, anh Mạnh mà đang đăng tin tuyển vợ. Bao nhiêu em? Gửi tiền cho bé mua sữa và em cảm ơn anh. Rồi vậy em mai ha. Em cũng chúc anh mau tìm được người anh thương. Rồi anh chào Mai.